Xin chào các bạn, yêu Lan. Hôm nay mình đi chợ sớm và lấy được một ít hàng, lấy giúp một số khách như là nhân tiện, bao giờ cũng vậy. Nhân tiện thì lấy thêm một ít về cho những bạn nào có nhu cầu. Thì hôm nay mình chỉ lấy Vanda với Mạc Xuân thôi. Vanda, Mạc Xuân và số lượng cũng có hạn thôi. Mình chỉ lấy được... xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bó Vanda với lại một rề Vanda nguyên bản. Đây, rề Vanda nguyên bản. Tất cả đều có mầm nụ hết rồi nhé các bạn. Tí nữa mình sẽ quay cụ thể từng bó một. Và Mạc Xuân thì đợt này cây hơi bé một chút nhưng mà rất là đều, rất là đẹp. Và hàng này cũng mới, họ vừa mới nhổ rừng về thôi. Thì cũng chỉ có một số cây có mầm thôi, đợt này rất là ít mầm. Đó. Rồi, bây giờ đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái rề Vanda này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Nó đã có mầm nụ rồi nha các bạn. Đây, lấy nét. Đó, đây, có mầm nụ rồi. Đây ạ. Đó. Đây là rề nguyên bản. Và cái đây, mầm nụ đây, mình cho các bạn xem. Tối quá. Đây. Đó, nó xanh xanh. Còn những cái này chắc là cũng đây có các bạn ạ. Ui. Hầu như cái cành nào cũng có mầm nụ hết rồi nhá. Đó, đây. Đây, tất cả đều có mầm nụ. Và đây là rề nguyên bản, về các bạn chỉ việc treo lên thôi. Tuy nhiên nếu như các bạn ở xa, ví dụ như trong Nam chẳng hạn, lấy cái rề này thì cái tiền phí ship các bạn chịu sẽ phải hơi cao một chút, bởi vì cái rề này nặng đâu để mình cân xem nó là bao nhiêu cân. Nó nặng gần 3 cân này các bạn ơi, 2 cân 9. Đây, 2 cân 9. Rất là nặng, nặng cái cục gỗ này, lũa này. 3 cân, nếu mà đóng hộp các kiểu nữa thì nó cũng phải vào hơn 3 cân. Hơn 3 cân, gần 4 cân gì đấy. Thế nên là các bạn nào, những bạn ở xa ấy, mà có ý định mua thì cũng phải tính toán tiền ship một chút nha. Cái rề này mình xin được bán với giá là 400.000. Bởi vì tất cả đều có nụ hết rồi nha các bạn. Thế còn các cái bó này thì mình sẽ bán mỗi bó 100. Mỗi bó 100 thì ở đây chỉ có một bó này. Một bó này là Vanda lá xếp thôi. Cái bó này thì chưa có nụ. Vanda lá xếp nhưng mà lại chưa có nụ. Đó. Đây cũng 100 nha các bạn. Đây, còn lại là Vanda lá lướt thì tất cả đều có nụ hết rồi. Đó, đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, thậm chí là nụ khá là to. Đây, bó thứ hai này cũng có nụ này. Bó thứ ba. Đó, đây các bạn này. Đó, nụ đây. Nụ này. Bó thứ tư. Bó thứ tư. Thứ 5, bó này khá là to. Bó này to nhất. To nhất trong số những bó ở đây. Và đâu để mình xem.
này thì lúc nãy mình kiểm tra là hầu như là có mũi hết rồi. À có đây các bạn ơi, đó đây cũng có đây nhá, đó. Đó và bó thứ sáu đây, bó này thì bé bé thôi nhưng mà rất là nhiều nụ. Đó đây, cành nào cũng có nụ. Đó đó, đấy là Vanda thì mình sẽ bán mỗi bó là 100.000, riêng cái giày này là 400. Và thế còn Mạc Xuân thì đây, mình cho các bạn xem cái cây này nó đã có mầm hoa rồi. Đó, đã có mầm hoa rồi. Tuy nhiên là cái đợt này mình thấy rất là ít. Đó, đây mầm hoa đây. Mà có ít mầm lắm các bạn, ít mầm hoa. Và lá nó đều đều thôi. Đều đều, trung bình khoảng 1 gang, 2 gang, khoảng 3 gang tay của mình. Trung bình khoảng 3 gang tay thì khoảng 50 phân thôi. 50 phân thì khi mà gói gửi thì sẽ đỡ được tiền cước cho các bạn. Tại vì đợt vừa rồi mình cũng bán hai cái lô Mạc Xuân thì là nó dài gần 1 mét, dài 1 mét cơ. Thì rất là tốn tiền ship, bởi vì cái bìa để đóng gói rất là dài. Nên là tiền ship sẽ tốn hơn, đợt này thì tiền ship sẽ ít hơn. Đó. Và cái Mạc Xuân này mình xin phép được bán với giá là 120.000 một cân nhé các bạn. 120 Mạc Xuân rừng. Lá rất là xanh mướt, bóng mượt luôn. Đó. Đó. Đó, lá rất là xanh mướt. Đây. Dễ đây các bạn, dễ đây. Cái phần rễ này thì người ta đã cắt bớt đi rất là nhiều rồi, cắt bớt đi nhiều để đỡ được cái trọng lượng cho các bạn khi mà gửi bưu điện. Người ta hầu như là chỉ để lại khoảng 5 phân rễ thôi, 5 phân rễ. Nhờ bởi vì hôm trước hai ngày liền ở trên Cao Bằng tôi mưa to, mưa tầm tã là người ta có thể là tối hôm qua hoặc chiều hôm qua người ta đi nhổ thì là vẫn bị mưa nên là cái rễ nó hơi ướt, ẩm ướt một chút. Thì nếu mà các bạn đặt hàng thì chắc là tôi cũng chưa đóng luôn cho các bạn được, chắc là phải đến chiều nay hoặc là sáng mai tôi sẽ đóng cho, bởi vì nếu mà bây giờ đóng luôn thì sẽ cái rễ nó vẫn còn ướt, mà cây nó vẫn còn ướt đây này các bạn ơi. Đó, cây vẫn còn ướt lắm thì là đóng vào hộp thì sợ nó sẽ bị thối, bị hỏng. Bởi vì có thể là sau Tết Dương Lịch thì người ta mới chuyển hàng đi được. Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày nghỉ rồi. Ngày mai là ngày mùng 1 tháng 1.
Tết dương lịch rồi thì tôi vẫn đi gửi được thôi, tuy nhiên là người ta chưa chưa chuyển hàng ngay, nên là nếu mà ai đặt thì tôi sẽ đợi đến chiều nay hoặc sáng mai cho cái rễ nó khô bớt bớt đi để đỡ bị hại cho cây, ở thứ hai nữa là đỡ được tiền ship cho các bạn, nó sẽ nhẹ hơn đó. Bây giờ rễ ướt này, ướt nặng nặng cái bộ rễ này các bạn ạ. Cây này thì không nặng lắm, cây này rất là nhẹ. Đây, và tôi cân thử cho các bạn nhé, xem là một cân được được bằng nào. Ui, nói chung là cây ngắn này là được khá nhiều các bạn ạ. Ui trời. Chỗ này trông nhiều thì thôi mà cũng chỉ có 6-7 cân thôi. Nên là bạn nào đăng ký trước thì tôi sẽ gửi cho trước. Đó, đây, 1 cân các bạn ơi, được cực nhiều luôn. Đó, này, đây, đây cụ thể các bạn. Đó, 1 cân được nhiều như thế này này. Đây, phần rễ đây. Đó, để các bạn ước lượng là cái khoảng trồng ở trong chậu của bạn sẽ, tôi nghĩ là nếu mà một cân này các bạn mua trồng cái chậu nó to, trồng trồng luôn cả một cân này thì sẽ đến lúc mà nó nở hoa thì sẽ đẹp. Bao giờ cũng vậy, những cái dòng lan dòng địa lan hoặc là ví dụ như những dòng kiếm ấy thì các bạn nên trồng thành bụi thì đến lúc ra hoa mới đẹp. Chứ không như cái dòng phong lan. Phong lan thì trồng 1-2 cây nó nở hoa cũng đẹp mà nên trồng lẻ. Còn cái những cái dòng địa lan này các bạn nên trồng thành cụm. Đó, thì 1 cân được bằng này là 120. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi nhé. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo theo số điện thoại ở cái tiêu đề clip, hoặc là nhắn tin Facebook hoặc là nhắn tin điện thoại cho tôi để tôi đóng hàng, tôi chuyển ship code toàn quốc nha các bạn. Nhận hàng mới trả tiền nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở những clip sau.